Wow, chào các bạn. Đây các bạn coi nè, mình mua được trái này nè. Đây, bạn, trái này thì mới có ăn rồi, mới biết rồi. Nhưng mà tên thì mới không biết các bạn. Mới hỏi chồng mới hồi trước á, thì mới nói, tự nhiên nói cái này là trái na gì đó, có thể là tiếng gọi khác nhau không, nhưng mà có nhiều lúc thì mới lại nghe là kêu măng cụt, mới không biết cái nào là đúng không các bạn. Thì các bạn comment cho mình biết nhé, hoặc là một hồi mình sẽ hỏi. Nhưng mà có nhiều bạn kêu không biết mà biết viết tựa đìa các bạn. Thì cái đó là các bạn biết mà, mới nhiều khi mới làm video xong rồi mới post lên bên Facebook hỏi tên này là tên gì, hoặc là mới hỏi nói chung là người trong nhà, hoặc là hỏi ai đó các bạn. Nhưng mà lúc mà mới làm video á, giống bây giờ nè, mới không có biết thiệt các bạn, mới chưa có hỏi ai, tại bây giờ không có ai rảnh mà để mà ấy hết, trừ khi có người ở nhà mới cầm cái này, trái này là trái gì giống kiểu gì. Chứ bây giờ phone hỏi anh ơi trái này là trái gì, ai biết đường nào mò đúng không. Vậy đó các bạn, thì có cái này này nó có hai loại, mới không biết có phải là giống nhau không. Đây các bạn, cái loại này thì nó khác hơn chút xíu nè đó. Còn cái loại này thì nó khác nè, đây nè, nó khác hơn chút xíu mà mới không biết có phải vậy không. Mình sẽ ăn thử hai cái vị nó nhé, hai ăn thử coi giống không. Cái này cái mới bẻ ra nè, nó chưa có chín lắm thì phải. Cái này nhìn thì giống như mãng cầu, người có mua hai dĩa cơ mà, ba dĩa chứ, cái này là hai dĩa. Cái này như chưa có chín lắm, chưa có mềm. Nhưng mà bóp ấy thì nó cũng mềm mềm rồi các bạn, chứ không có phải là cứng ngắc. Mà mình thích ăn cái này nó mềm hơn, ăn nó dễ hơn. Trái mãng cầu thì nhà Mary có trồng trước các bạn. Còn trái này đã không có trồng nhưng mà mình cũng có mua ăn nè. Bạn này mà muốn mua trái cây Việt Nam ở đây không phải không có các bạn, có điều nó mắc thôi. Còn bữa nay mình đi chợ Kiến Hưng đó, bạn nào mà gần Kiến Hưng hoặc là muốn mua sầu riêng á, bữa nay mới đi chợ Kiến Hưng là sầu riêng tươi xanh luôn các bạn, mới nhập bữa nay luôn. Đồ ăn á bên này là thứ thứ sáu là đồ ăn mới các bạn, nên hả nếu bạn muốn mua mất cái đồ ăn mới hoặc là trái cây á thì bạn đi thứ sáu. Thứ sáu là đồ ăn mới không, nhưng mà thứ sáu cũng là thứ sáu luôn, họ bán hết đồ cũ các bạn, nghĩa là thứ sáu là nhiều đồ sale, cũng nhiều đồ mắc, mà đồ ăn mới vô thì nó mắc, còn mấy cái đồ ăn cũ của tuần giống cả tuần rồi đó thì họ sẽ bán mắc vào thứ sáu là nhiều nhất các bạn. Mình không biết cái món này làm cái món gì nó ngon không, có món khác hơn nữa không, từ cái trái này rồi.
Emily còn một dĩa nữa. Mà Emily biết chắc ông xã Emily là không ăn đâu, mấy cái đồ ăn giặt gì không ăn, giống kiểu đồ ăn giặt vậy đó, chỉ có chua là ăn thôi. Mấy người thấy người trong mình khỏe rồi nhưng mà cái cổ mình vẫn còn khó chịu lắm, cái miệng ăn nó cũng vẫn còn lạc hơn bình thường các bạn. Nên bữa nay mình làm video ăn trái cây nữa. Mình không biết mấy cái này các bạn ăn như thế nào, giống kiểu như cách ăn đúng của nó. Thật sự mình cứ ăn đại thôi, chứ mình cũng chưa thấy người khác ăn sao. Ý là mình cách các bạn lấy vỏ ra hoặc là ăn lắm. Mình sẽ ăn thử trái này nhé. Trái này thì nó là làm mình kiếm cái nào mềm nhất nè. Cái này nó nở rồi nè, nó tự nở không phải mới bóp rồi nè, bẻ nhá. Ủa trái này nhìn khác người ta, nhìn khác hơn thì phải nè. Cái này mềm hơn. Cái này có vị chua hơn các bạn, có vị chua hơn nhưng mà ngon, tại nó chua chua ngọt ngọt. Mình nhảy hụt quá. Cái này chua chua ngọt ngọt, cái này ngon hơn các bạn. Mình thích ăn trái này hơn. May quá, mua hai dĩa trái này, một dĩa trái này. Mình để đây cho nó đẹp á. Một hồi nữa mình sẽ lấy một trái này với một trái này đem qua cho chị Phượng ăn. Chị Phượng không có đi làm. Nhưng mà để mọi người làm video chị không có chịu, mình đi rủ hoài ra. Kêu chị xấu lắm. Mà thật sự không xấu đâu, chị Phượng đẹp. Chị Phượng có thằng con trai bên Việt Nam nữa, như 20 mấy tuổi rồi. Mình nói vậy là tại vì chị Phượng á, tính ra chị Phượng cũng lớn hơn mình nhiều lắm, nhưng mà chị nhìn chị không có kiểu như không có lớn, không có lớn nhiều đâu. Mình đâu có nghĩ là chị Phượng có con trai gần bằng mình đâu, nhỏ hơn mình mấy tuổi. Chị đang đang lo giấy tờ cho nó đi qua đại học. Về Cần Thơ nhưng mà nó đi học lên trên Sài Gòn học rồi.
này nó mới có cái vị giống như là gì cơ, có đường hơn, có thể tại nó chín mình cũng không biết nữa mà. Thật sự đó giờ mình ăn trái này nhưng mà chưa có ăn trái này nó khác đó mà, nó là tại trái này chưa chín. Ăn cái này mệt, tao phải nhả hột. Nếu muốn ăn nhanh nên ăn càng nhiều càng tốt các bạn. Nếu như ngày trong tuần á mình ăn kiểu như là mấy cái trái cây mình có thể đem vô trong trường cho các bạn mình ăn được. Rồi cái gì kia mình sẽ đem qua cho mẹ chồng mình ăn, tại nhà không ai ăn á, chỉ có mình mới ăn. Ăn hết mấy cái này là mình ngán luôn rồi, kiểu như ngán cái lúc này á, mấy bữa sau lại thèm tiếp. Mình thấy nó rẻ nên mình mua nhiều, hết sạch sẽ luôn các bạn. Nó mới vô sale là sáng nay là nó bán bớt giá đó. Có trái đẹp hơn mà, đẹp hơn mấy trái này còn xanh hơn, nhưng mà mưa thì mưa không thích, tại mưa muốn ăn liền để làm video với các bạn. Chứ mà mưa mưa lạ lắm, mà mưa mà mua đồ mưa để ngay đó cái là mưa không ăn liền, cái là mưa không thèm ăn nữa, mưa không biết sao không thèm ăn nữa, đừng đi mua cái khác ăn tiếp vậy đó. Có nhiều đồ trong tủ lạnh lắm, Jasmine hiccup rồi. Mình mua để mà làm video nói chuyện các bạn á, nhưng mà để vô tủ lạnh là để một bữa, xong rồi nhìn tự nhiên không thấy thèm, xong rồi đi mua cái khác vậy thôi, xong cuối cùng là mấy bữa sau là dục. Chỉ có tôm hùm thôi mình thèm hoài, mình không biết sao mình lại thích ăn tôm hùm quá trời luôn. Có nhiều món á, nhiều cái mình làm mà tại mình muốn thay đổi món này nọ thôi cho các bạn xem thôi, chứ thật sự nếu như mà đúng món của mình thích là mình chỉ thích ăn tôm hùm thôi. Ăn trái này tiếp đi nha. Trái này cũng nở rồi nè. Trái này chưa nở. Mà trái này là mềm hơn, trái này lại không có mềm. Mình sẽ ăn trái này tiếp đi. Đây. Hay là người ta ăn xé kiểu này ta? Trái luôn. Các bạn coi cái trái này có thể làm món gì khác nữa không nhá? Thì lần sau mình sẽ mua mình làm. Còn lần này mình mua là chín hết rồi nên mua là ăn liền thôi. Chỉ có đã chín mềm hay chưa thôi. Nhưng mà chín hết rồi mềm hết rồi các bạn, mình mua mình lựa cái nào mềm nhất mà.
Em đi coi giờ để biết chị Phượng có nhà không. Tại em biết là sắp tới giờ chị Phượng đi rước chị Di về rồi. Mình đi kêu chị Di là kêu theo hai đứa á, nó bảo không phải là chị Di là chị của Mary đó. Giống như Mary, nhiều khi Mary comment với các bạn của mình, nhiều khi Mary nói cảm ơn chú hoặc cảm ơn cô đó. Không phải tại các bạn là chú của Mary hoặc cô của Mary đâu. Ý là Mary nói cảm ơn chú cô là tại vì kêu theo cái hai con mắm á, là con mắm kêu các bạn cô chú á. Nhưng mà cũng có cô chú kiểu như Mary thấy hình hoặc là Mary biết rồi là lớn hơn Mary nhiều thì Mary kêu cô chú. Thì nói chung là các bạn hiểu á. Chứ mất công các bạn thấy các bạn nhỏ hơn Mary tự nhiên Mary kêu cô chú. Cái đó là khác các bạn. Có hạt lép. No rồi các bạn ơi, ăn hết nổi nè. Còn trái với còn một dĩa. Rồi trái này mới đem qua chị Phượng, trái này với trái này cho chị Phượng ăn hai trái luôn. Ăn thử luôn. Này các bạn. Thôi hẹn gặp các bạn video tới nha. Cảm ơn các bạn nhé.